Xin chào quý vị và các bạn. Mới đây, đã xảy ra một vụ án hết sức kỳ lạ và đau thương, khiến nhiều người phải sửng sốt và kinh ngạc về hậu quả mà nó mang lại. Vậy vụ án đó diễn ra như thế nào và kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng đón xem trong clip sau đây. Cháu họ không kiềm chế được, lẻn vào phòng mợ đang mang bầu. Câu chuyện đáng thương của chị Phạm Thị Hà, người cùng xóm bị một kẻ ác nhân gây ra, đến nỗi phải lên quay tin mãi mãi trong đêm tối. Người dân nơi đây ai cũng xót thương cho người vợ trẻ đoạn số và nỗi đau của người chồng khổ cực. Đêm định mệnh của người vợ mang bầu. Đêm định mệnh đó xảy ra khi người chồng đang đi làm ăn xa. Người chồng kể lại, hôm tôi chuẩn bị lên đường đi làm ở Sơn La thì vợ nói với tôi là anh đi làm xa nhà, em ở nhà sợ lắm. Vì nghĩ là vợ nói ban đêm sợ nên tôi động viên, đến đêm em cứ yên tâm đóng cửa thì ở nhà sẽ an tâm. Ai ngờ linh tính của vợ là có thật, tôi ân hận quá. Rồi cái đêm định mệnh xảy ra, khoảng 24 giờ ngày 30 tháng 6, lợi dụng lúc anh Hưng vắng nhà đi làm ăn xa, đứa cháu họ Nguyễn Văn Thành, 23 tuổi đã sang nhà gõ cửa, vì lý do là sang tâm sự cho đỡ buồn. Vì biết Thành là cháu họ anh Hưng nên chị Hà không mảy may đề phòng. Ai ngờ khi chị Hà vừa mở cửa cho Thành vào, đứa cháu bất nhân đã bắt chị Hà tắt đèn và thực hiện hành vi bỉ ổi. Mặc dù là bị chị Hà phản kháng quyết liệt, nhưng đứa cháu bất nhân vẫn thực hiện bằng được hành vi thú tính nhằm thỏa mãn cơn khát của mình. Đến khi thấy chị Hà kêu to vì sợ hàng xóm phát hiện, nên Thành đã vớ lấy cái chăn trên giường tấp lên mặt, quấn lên cổ chị Hà để khỏi nghe tiếng kêu và vẫn tiếp tục hành vi của mình. Sau khi thực hiện xong hành vi của mình, Thành phát hiện chị Hà đã lên quái tiên, hắn liền lấy chăn phủ lên người để tạo hiện trường giả rồi bỏ về nhà. Sáng ngày 1 tháng 7, người thân của chị Hà tá hỏa. Trên tay chị có nhiều vết cào xước, quần áo sộc sạch, nhận thấy dấu hiệu bất thường nên người nhà đã báo cơ quan công an. Trong ngày mà nhà xảy ra chuyện, thì anh Hưng đang làm ở công trường tại một bản miền núi xa xôi ở tỉnh Sơn La. Tự nhiên tối hôm đó anh cũng bị một cơn đau bụng bất thường. Sau cơn đau bụng thì thấy ruột gan nóng ran và cứ muốn về nhà. Trong lúc đứng ngồi không yên, tờ mờ sáng nghe người nhà báo tin Hà mất, anh vẫn không tin vào tai của mình vì nghĩ rằng vợ mình khỏe mạnh như thế, làm sao mà bệnh tật gì mà nhanh như vậy. Vì quá hoảng hồn, anh đã không kịp bắt xe ôm mà tự chạy bộ liên tục tới gần 30 km từ trong bản ra quốc lộ thuê xe taxi về nhà. Khi về đến nhà thì người vợ đã được người thân khâm liệm. Trong thời gian này, hung thủ vẫn sang nhà nấu nước, dựng rạp và thắp hương bình thường để che lấp hành vi tội ác của mình với cơ quan chức năng. Hạnh phúc ngắn ngủi. Thắp nén nhang khói nghi ngút trên bàn thờ của người vợ đoạn số, anh Hưng đau xót kể lại tuổi thơ bất hạnh và mối tình đẹp như trong truyện cổ tích của mình với người vợ ngoan hiền. Hạnh phúc quá ngắn ngủi, khi Hưng và Hà chưa nhìn mặt đứa con thì người vợ trẻ của anh đã bị đứa cháu họ làm bậy và tiện lên quái tin một cách oan uổng. Khi hỏi về dự định tương lai, anh Hưng chỉ biết gật đầu nói: tôi sẽ ở nhà trông nom hương khói cho vợ con của mình đến hết ngày giỗ đầu, thì anh sẽ vào miền Nam đi làm thuê để quên đi hạnh phúc ngắn ngủi mà mình chưa kịp hưởng trọn vẹn. Ngày 14 tháng 7, Nguyễn Văn Thành đã đến cơ quan công an huyện Diễn Châu, Nghệ An đầu thú. Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Thành, 23 tuổi, thường trú tại xóm 9, xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An về tội ép người khác sinh hoạt vợ chồng, tiễn người khác lên quái tiên. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành mức án cao nhất. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một trong những vụ án hết sức kỳ lạ và đau thương đã để lại một hậu quả rất đáng tiếc. Qua đây cũng là bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta sống cần phải có trách nhiệm, đạo đức và thượng tôn pháp luật.